Alo, xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Hôm nay thì mình update cho các bạn cái dự án con gì nhỉ? Lao Spa ở trên sàn Bybit. Lao Spa ở trên sàn Bybit là dự án PLI, con Aurigami. Dự án PLI, con Aurigami này sao thấy quen quen đấy nhỉ? Có phải là mình đã làm test net cái dự án này không ấy nhỉ? Hình như có làm test net cái con này này mọi người này. Để xem nhá mọi người nhá, để check lại xem là cái bài đăng của mình. Ừ, đây này, test net nè. Ồ, có làm test net này mọi người. Không biết là có được cái gì không nhỉ? Có cho cái gì không vậy? Thử 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 lại. Tí nữa mình nói cái vấn đề này sau nhá. Check out my net, ok. Test net thì hết rồi. Không biết có cho gì không nhỉ? Launch app 250.000 near reward spot IO ideal maze. Cái gì đây má? Cái này là cái gì? Ừ, cái này là mình gửi để lấy phí, lấy phần trăm phải không? Organic Start Wallet Connect Switch Polygon Matic. Các bạn chờ mình ít nhé. 2.500 near reward support bot. Cái này là không phải của mình rồi. Trời ơi. Con này rewarder thôi nào. Có cái gì đâu. Được cái gì luôn mọi người ơi. PLI có thấy cái gì nhau mà thấy test net không cho người ta à nhỉ? Chán ghê. Cái này là 2 triệu 500 nghìn near deposit. Thôi thôi bắt tôi deposit hàng nghìn đô la này thì chịu rồi. Cái dự án này thì nó có chương trình Lao Spa ở trên sàn Bybit. Hôm trước thì mình đã làm cái video để hướng dẫn cho các bạn rồi. Đây Bybit Lao Spa ở đây. Đấy, một đô một đồng thì tương đương với khoảng 0,005. Thì chúng ta tham gia hai sự kiện, một là chúng ta hold bit, đây hold bit để chúng ta kiếm PLI, thứ hai nữa là chúng ta hold USDT để chúng ta kiếm lottery. Một lottery một vé trúng thì chúng ta sẽ nhận được 4.000 PLI. Đấy thì ở đây thì mình có hold một ít thì mình được 137 đồng. Thì mình hold khoảng 200 100 bao nhiêu bit ấy. Đấy, tức là khoảng 200 đô la. Được đây thì chắc là được khoảng bao nhiêu? Một vài đô thôi. Còn nếu mà ở bên này thì đây là cái số winning number này, đấy, số những cái số trúng ấy. 35% trúng. Và lại thử chúng ta vào trade xem nhé. Dự án này đang nhân mấy ấy? BTC để cắm đầu xuống rồi. Nhân 3. Đây đang là 0,0027. 0,027. 0,022 chia nhân 4,4 mọi người ạ. Được nhân 4 lần. Nếu mà lên đây thì được lên gần 5 lần. Đấy. Thì mình được có bao nhiêu vậy? Đang cài này. Được 3 đô rồi ạ. Nếu mà các bạn trúng một vé thì các bạn sẽ được 88,5 đô nhá, nếu mà các bạn trúng một vé. Đấy. Một vé thì 4.000. 4.000.
Đấy, nếu mà các bạn trúng một vé 4.000 nhá thì các bạn sẽ nhận được 88 đô đấy mọi người, nhưng mà nó trừ một vé có 4 đô hay sao ấy. Đấy, nó trừ USDT của các bạn có 4 đô hay sao ấy. Tức là nhân 20 lần nó. Chắc là không phải đấy chứ, phải không? Đấy, nếu mà các bạn nào mà trúng vé thì sẽ được 88,5 đô nhé. Nếu mà lên đây nữa thì chắc là được gần 100 đô này, nếu mà chúng ta bán ở cái đỉnh này. Đấy. Ok, mình thông báo qua cho các bạn thôi. Thì lần sau thì nếu mà có chương trình Low Spa thì nó cũng y chang như thế thôi. Chúng ta hold bit càng nhiều thì chúng ta sẽ nhận được càng nhiều nhé. Đấy, ví dụ chúng ta hold 1.000 bit thì chúng ta sẽ nhận được khoảng 1.200 đến 1.300, tương đương với khoảng 3 đến 40 đô la nhé. Trong khi đấy chúng ta phải hold đến 2.200 đến 2.400 đô. Đấy. Còn nếu mà các bạn hold USDT ấy, thì nó sẽ có những cái may mắn ấy, chứ không phải là ai hold cũng được. Còn nếu mà ở bên Bit ấy, thì các bạn hold càng nhiều Bit thì nó sẽ chia sẻ càng nhiều pool nhé. Đấy, tại vì là nó là gọi là đảm bảo ấy. Các bạn hold ít thì nó cũng sẽ chia ít. Các bạn hold nhiều thì nó sẽ chia nhiều nhé. Còn nếu mà các bạn chơi cái bên USDT thì chúng ta sẽ có winner ticket. Đấy, nếu các bạn có ticket winner thì các bạn sẽ nhận được khoảng 4.000 PLI và tương đương với khoảng 88,5 đô la. Đấy, mình update cho các bạn dự án này nhé. Nếu các bạn nào mà chưa tham gia, nếu các bạn nào đã tham gia thì các bạn có thể check lại thông tin nhé. Mình sẽ để link ở bên dưới cho mọi người cùng check dự án này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like cũng như là chia sẻ ủng hộ mình nhé.